Còn với những cái dòng mà thông thường á thì họ sẽ không có dám thiết kế những cái dòng loa nhỏ gọn lắm đâu. Khi mà nhỏ quá thì về cái tính chất của cụ loa nó quá nhỏ thì nó đánh nó sẽ một thời gian nó sẽ suy hao rất rất là nhanh. Ui trời, cái cụ loa. Chào tất cả mọi người, thì chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì hôm nay thì mình có chút thời gian rảnh một xíu cho nên là mình cùng mọi người chúng ta khui thử một cái dòng loa, một thương hiệu tới từ Bô. Dòng này thì mạng của nó là Bô DM8S. Thì với cái tính chất của loa Bô thì những quý vị nào chúng ta đã đang sử dụng thì chúng ta sẽ biết được về cái chất âm của nó và cũng như cái khả năng và độ bền của nó này kia rồi. Thì về vấn đề mà chất âm thì mình cũng không có dám chém nhiều. Thực chất thì khi mà được lắp cho khách hàng rồi và cũng lắp cũng khá khá nhiều khoan hộ rồi và được khách hàng đánh giá này kia cũng rất là ok. Cho nên là hôm nay thì mình mới là dựa vào đó để mình tự tin mình chém một xíu. Đó, thực chất mà khi mà chưa được khách hàng đánh giá, khi mà khách hàng chưa trải nghiệm mà mình chém quá thì nó không có hay đâu mọi người. Nên mình thích là để cho khách hàng tự nghe, rồi khách hàng tự cảm nhận, khách hàng cho những cái đóng góp, những ý kiến này kia. Thì khi đó thì mình sẽ tự tin hơn, thì và khi đó nó sẽ khả thi hơn mọi người ha. Đó, bất cứ một sản phẩm nào cũng đều như vậy cả. Chúng ta cũng nên chúng ta trải nghiệm, chúng ta có thời gian chúng ta ghé, rồi chúng ta nghe thử các cái sản phẩm ở bên mình. Những cái dòng sản phẩm mới để xem là cái chất âm của nó như thế nào đó. Còn hồi trước thì gia đình hầu như là sử dụng các cái dòng như là về tính chất karaoke á, thì hầu như là dùng dòng series 3, series 4, series 5 gì đó là mấy cái dòng hồi trước. Và sau này đây thì Bô cũng cho ra đời rất là nhiều dòng nó. Thì trước mặt mọi người đây là dòng Bô DM8S. Thì bây giờ thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta khui ra, chúng ta xem là cái phần cấu trúc bên trong của nó như thế nào mà lại cái chất âm nó cho ra nó lại mềm mượt và chi tiết như vậy. Đó. Thì một cặp loa này giá trị đâu đó khoảng tầm cũng xấp xỉ 40 triệu mọi người. Và khi khui ra rồi thì nó sẽ mất giá trị, nó sẽ không có còn bán được như mới đâu mọi người. Nên khui rất là sót, nhưng mà cũng phải khui mọi người ạ, khui để cho chúng ta để mọi người chúng ta cùng xem cái thiết kế của loa của nhà hãng họ thiết kế như thế nào để chúng ta thực tế chúng ta xem ruột gan bên trong đó cho nó thoải mái mọi người ha. Rồi thì loa này mọi người thì chúng ta có thể đánh vôn và đánh ôm được mọi người. Đánh vôn thì trường hợp với chúng ta lắp cho những cái hội trường lớn này kia với đường trường hợp kéo xa dài này kia, kéo dây dài này kia nó thì chúng ta có thể sử dụng để đánh vôn để cho nó giảm đi cái độ suy hao của nó. Còn thông thường gia đình thì chúng ta dùng có một cặp hoặc là với cái diện tích nhỏ ta dây ngắn thì chúng ta có thể sử dụng đánh ôm là cũng 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 ok. Nó thì bây giờ thì mình sẽ khui chiếc loa ra mọi người ha, mọi người cùng mình chúng ta cùng khui ra ha. Cái này thì nó là sử dụng nam châm nó hít vào nên nó không không có không cần ngàm hay là gì cả. Ui, cứng này. Đó, nam châm hít mà rất là cứng luôn mọi người. Là cái hay ở chỗ là nhìn đơn giản vậy thôi, lấy ra lắp vô rất đơn giản nhưng mà đánh nó không có bị rim, bị kêu lạch tạch cho mọi người. Nó đây là cái hay của cái thiết kế của nhà hãng. Lưới thì phần lưới và cũng vậy, bên trong được sử dụng một cái lớp nị bọc như thế này. Cái thứ nhất là cũng để tránh vấn đề bụi bặm này kia nó vào cái màng loa. Đó, cái thứ hai là nó cũng lọc được lọc lọc cái âm nó. Đó, thứ ba nữa là tránh vấn đề mà nước này kia được hạ thẳng vào đây rồi bay vào trong cái màng loa, nó có thể giảm đi cái tuổi thọ của loa. Đó là cái tính toán của nhà hàng. Và lưới cũng được dập ke này kia rất là thẳng và rất là chi tiết cho mọi người. Đó. Đây là cái phần cấu thiết kế của nhà hàng chúng ta thấy. Và cái mặt lưới rất là cứng cáp luôn mọi người ha. Đó, không có bị là bép mói hoặc gì đâu, nó rất là cứng luôn. Và được sử dụng một lớp sơn tĩnh điện khá là dày. Rồi mình sẽ đặt ra đây. Thì loa này thì và theo như cái thông số thì tần số nó đáp ứng đâu đó khoảng tầm như 80 gì đó thôi. Cho nên là cái phần thùng loa cũng được thiết kế bằng thùng gỗ. Và với một cái cấu trúc và theo một tính chất vật lý tự nhiên thì với một cái thùng loa nó quá là nhỏ đi. Đó thì sẽ không bao giờ nó đáp ứng được cái âm bass nó sâu được đâu mọi người. Mà thực chất thì không cần. Với một chiếc loa nhỏ gọn như thế này thì khi mình xác định lắp á, thì chắc chắn rằng thì mình sẽ phải sử dụng súp. Cho nên là cái gì nó cũng có mặt lợi mặt hại cả. Nó khi nó thiết kế như vậy thì ngược lại thì nó lại cho những cái âm mid nó sẽ tốt, cái vocal chúng ta nó sẽ rõ và sẽ chi tiết. Còn vấn đề cái âm bass,
âm, những cái tần số sâu thì chúng ta mua thêm cái chiếc súp rẻ rẻ tiền ở đó thôi là chúng ta cũng xài được rồi. Còn có điều kiện hơn thì chúng ta sẽ sử dụng combo là súp DM10S luôn, là đi kèm với nó. Chung nhà hàng cố tình sản xuất ra là dòng này chúng ta bắt buộc phải sử dụng súp thì âm thanh nó cho mới cho ra ok được đó. Thì thiết kế của nó thì được sử dụng là mặt 4 lỗ hơi ở mặt trước. Loa này thì kích thước đâu đó khoảng bằng cái loa này kích thước khoảng bằng tờ giấy A3 vậy đó mọi người. Nói chung cũng rất là nhỏ gọn. Ở phần màng loa thì loa được sử dụng bằng giấy, và gân loa thì được sử dụng bằng gân vại đấy, hai màng nhún rất là cứng cáp luôn mọi người ha. Đó. Cho nên là cái âm thanh nó cho ra cũng rất là rõ và rất chi tiết. Tuy nó nhỏ gọn như thế này nhưng mà âm thanh đánh rất là áp lực. Đó. Đây là cái núm để điều chỉnh chúng ta đánh ôm hay là chúng ta đánh vôn đó, thì chúng ta có thể điều chỉnh ở cái núm này đó. Riêng cái phần này nó là cái phần để chúng ta điều chỉnh vôn và chuyển qua ôm mọi người ha. Còn đây là các cái ngàm đó, cái ngàm gài đó, mình cái này mình vừa mới thấy khoảng nó bật ra đó, thấy không? Cái ngàm để chúng ta gài cái khi mà chúng ta khui loa ra thì nó sẽ có một cái giá để chúng ta một cái khung sắt đó mọi người. Chúng ta sẽ đâm thẳng vào hai khung này, đâm thẳng vào hai và đây, rồi nó sẽ đưa ra phía trước đây và nó sẽ gài cái này vô cái là xong đó. Đó. Đấy, đơn giản vậy thôi. Cái này gài đây, thằng cái thiết kế của bô, cái ngàm gài của nó rất là hay lắm mọi người, đó, rất là khít. Khi chúng ta cắm một cái khung phía sau, chúng ta cắm vào đây là bật vào đây thì nó sẽ cắm vào đây, nó sẽ ta chuyển qua nó gài luôn mọi người ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ khui cái cụ loa bass ra để mọi người chúng ta cùng xem. Rồi, ốc thì cái này thì đều sử dụng ốc sao hết mọi người ha. Chung là phải nhẹ nhàng chút mọi người ạ, bởi vì thực chất thì giá trị cặp loa này cũng khá là cao. Một chiếc loa bé xíu này mà giá xấp xỉ đâu đó cũng gần 40 triệu mọi người. Cho nên là khi mà khui ra như thế này thì nó sẽ giảm đi cái giá trị. Cho nên là mình rất là sót khi mà khui những chiếc loa của hãng. Nhưng mà thực chất thì vì điều kiện muốn để cho mọi người chúng ta xem cái cấu trúc bên trong, cho nên là nhiều lúc cũng phải khui ra để mọi người chúng ta xem thực tế bên ngoài rồi xem bên trong, để xem là cái thiết kế của những cái dòng chính hãng của châu Âu người ta thiết kế như thế nào, nó có khác với những cái dòng của Trung Quốc hoặc là những cái dòng hàng OEM hay không. Nhìn cái loa nó nhỏ gọn đơn giản vậy đó, nhưng mọi người thực chất thì cái độ bền của nó rất là cao. Còn với những cái dòng mà thông thường á thì họ sẽ không có dám thiết kế những cái dòng loa nhỏ gọn lắm đâu. Khi mà nhỏ quá thì về tính chất của cụ loa nó quá nhỏ thì nó đánh nó sẽ một thời gian nó sẽ suy hao rất là nhanh. Ui trời, cái cụ loa đây mọi người thấy tại sao mà cái loa này lại có 4 sợi dây đi vào không? Bởi vì đây là dòng loa đồng trục, cho nên là nó cụ chép nó sẽ nằm song song trong một cụ loa luôn, cho nên là nó sẽ có 4 dây, bao gồm là 2 dây này là 2 dây dành cho loa chép và 2 dây đỏ và đen này là 2 dây sử dụng cho loa full. Đó. Đây mọi người ha. Đây là cái cụ chép nó sẽ nằm ở phía sau này. Đó, đây là dòng loa đồng trục. Cái cụ từ mọi người thấy nhìn cái cụ từ rất là hầm hố luôn mọi người. Loa thì chỉ có 2 tấc thôi nhưng mà từ đâu đó cũng tầm 18 đó mọi người ạ. Đó, tủ cụ từ với cái mặt loa sắp xỉ bằng nhau rồi đó, nhìn rất là phê. Để mình sẽ rút ra rồi mình cho mọi người chúng ta xem cái phần bên trong.
thời. Để đây mọi người chúng ta xem cái thiết kế cái cụ bát. Thì cụ bát được sửa khung thì được sử dụng bằng kim loại. Đó, được sử dụng bằng khung thép mọi người ha. Rất là cứng cáp. Và này thì côn của cụ bát thì đâu đó tầm 60. Và được sử dụng lớp nhện mà loa rất là cứng luôn mọi người đó. Cho nên thành ra thì khi chúng ta mở lớn nó không có bị dao động quá nhiều, nó sẽ không có bị over, bị vỡ tiếng. Nhìn cái cụ loa này mình rất là thích. Đó, đây là đặc tính của cái cụ loa bô. Mọi người nhìn thấy vô đây là mọi người thấy là cái khả năng chịu áp lực của nó như thế nào rồi. Đó, những cái lỗ này là những cái lỗ để giúp thông hơi, giúp cho khi nó hoạt động với thời gian dài á, nó sẽ tản được cái nhiệt. Đó. Khi đánh mọi người, khi đánh thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra một cái hơi sau mọi người này. Đó, nó sẽ tạo ra một cái hơi. Đó, để mà giảm đi cái độ cái nhiệt độ sử dụng khi nó quá thời gian dài nó sẽ nóng. Đó. Cụ bát nhìn rất là đạo luôn mọi người ha. Màng thì được bằng màng giấy, gân thì được sử dụng bằng gân vải tẩm dầu. Đó, hai màng nhún. Đây. Mình sẽ cho mọi người xem cái series của đó. Đấy, là bô có CD năm đầy đủ và ngày sản xuất 2021 26 tháng 9 năm 2021 là cái sản xuất của cụ loa. Đấy, made in của China. Đấy, tất cả đều có cái thông số đầy đủ từ ngày sản xuất cho đến series đầy đủ. Đây là những cái mà cái sự khác biệt của những cái đồ hàng hạng, hàng chính hãng nó có sự khác biệt. Rồi. Bạn có thể quay cận cảnh chi tiết để mọi người chúng ta xem thông qua cái cụ loa của những cái dòng hàng chính hãng của loa bô này. Bô thì nó thông thường nó sử dụng bằng cái khung thép. Khung thép rất là nhiều, ít khi sử dụng khung hợp kim, khung gang lắm mọi người. Đặc biệt là những cụ bô mình tháo rất là nhiều ra rồi, nhưng mà thấy hầu như là cái khung loa hầu như được sử dụng bằng khung thép, chứ không có ít khi được sử dụng bằng khung hợp kim gang. Đó, rồi thì tạm thời bỏ cụ loa đây ha. Và đây là phần cấu trúc bên trong, nhìn nó như một cái mạng nhện luôn mọi người. Đó. Đây là cái cục biến dòng, cục này thì được sử dụng cho phần khi mà sử dụng đánh chuyển qua đánh vôn thì nó sẽ cần can thiệp đến cái cục biến dòng này. Đó. Và đây là cái phân tần của khi chúng ta chuyển qua sử dụng đánh ôm, thì đây là phân tần của bát và phân tần của chép khi chúng ta đánh ôm. Đó. Phân tần cũng được làm này kia rất là chắc chắn luôn. Nói chung là về cấu trúc bên trong thì nó cũng như một cái màng nhện luôn mọi người. Nên mình cũng muốn là quay cận cảnh để mọi người chúng ta xem cái thiết kế của những cái dòng loa chính hãng đó. Đây là một vỏ nhựa mọi người ha, nhựa rất là dày, rất là cứng. Clip thì mình muốn làm là cũng hôm nay là cái dòng loa này á, thì bữa giờ thì mình cũng đã có làm clip test chất âm này kia rồi, và cũng đã lắp cũng khá nhiều cho những căn hộ rồi, và cũng đã quay cận cảnh chi tiết lắp đặt cho những căn hộ đó. Thì chắc rằng là chúng ta, những quý vị nào đã theo dõi Kinh Thiên Vũ á, thì chắc chắn rằng đã nghe thử và cảm nhận thử về chất âm này rồi. Cho nên là hôm nay thì mình chỉ làm clip là khui thùng thôi, khui ruột ra thôi, để mọi người chúng ta biết được cái thiết kế và cũng như xem cái cụ loa rồi cấu trúc của thùng loa của họ như thế nào thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng clip ở đây. Tốt nhất thì mình rất là mong muốn mọi người chúng ta có thời gian, chúng ta chưa biết đến cái dòng sản phẩm này, thì chúng ta có thể bớt chút thời gian chúng ta ghé qua bên mình để chúng ta trải nghiệm thử, chúng ta nghe thử này kia, rồi chúng ta đánh giá tiếp mọi người ha. Bye tất cả mọi người, và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe.